Theo dự kiến hôm nay 14 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là đối tượng có hành vi làm tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc, chống phá, phỉ báng đường lối chính sách của nhà nước. Phạm Thị Đoan Trang 42 tuổi trú tại phường Cát Linh quận Đống Đa, từng tốt nghiệp trường Hà Nội Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội và làm phóng viên cộng tác viên nhiều tờ báo. Năm 2013, trang xuất cảnh đi nước ngoài không xin phép nên đã bị kỷ luật buộc thôi việc trong lần xuất cảnh trái phép này trang bị một số đối tượng phản động móc nối lôi kéo vào con đường tội lỗi chống phá đảng nhà nước và nhân dân trang trực tiếp thành lập và tham gia điều hành hội nhóm bất hợp pháp lập và điều hành các trang mạng để viết phát tán các nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền tại việt nam bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước kích động chống đối kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ trang còn móc nối và nhận tài trợ từ các đối tượng phản động của voice một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân thành lập trang fanpage nhà sản xuất tự do viết phát tán nhiều cuốn sách có nội dung xấu xuyên tạc bôi nhọ thể chế chính trị tình hình dân chủ nhân quyền ở việt nam đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và phát tán trên không gian mạng